chào các bạn đây là diễn đàn mô tô Sài Gòn.vn. Hiện tại mình đang có mặt tại cà phê góc phố, đang diễn ra chương trình cà phê test drive do Thu Trương Phi tổ chức. Tại sao mà đèn ta chớp tắt là vậy á? Tại vì mà hiện tại các mẫu xe mà hãng cho test là GD nè, GD 110, GSXR 150, GSX 150, rồi có cả con Su 1000 nữa, con Nét Su Nét 1000. Thì phải để cái test cái con Nét 1000 này phải có bằng A2. Thì thủ tục đăng ký các bạn cứ đến đến quầy đăng ký rồi đợi đến lượt mình thôi. Phải đưa bằng lái chứng minh rồi. Đây các bạn đang đứng. Lần đầu tiên mua xe vậy á, kiếm má tư như mình. Lên những cái xe được là chị được. Su này ưu điểm nó là thiết kế góc cạnh thể thao nè, có tới 3 chế độ lái Sport, City với lại Wet dành cho đường trơn. Ở cái chế độ Sport thì nó mở vòng tua nó tung hết sức mạnh luôn. Vì cái chế độ City thì nó sẽ giới hạn lại cái công suất của con ngàn này, lại tương tự như một con 800cc. Và chế độ web đi đường mưa là tương tự như một con 600, thì giúp người chạy bám đường hơn, kết hợp mấy chế độ Jackson Control rồi. Ở đây Kim Sơn đang chỉ mọi người, hướng dẫn và mọi người sử dụng đồng hồ. Cà phê góc phố, cà phê góc phố 368 Tân Sơn Nhì. Chương trình diễn ra từ 8 giờ sáng hôm nay cho đến 5 giờ chiều hôm nay và ngày mai chủ nhật cũng tương tự. Đây con Su rồi đi. Khi mà bạn đổ đường thang chạy hết bằng ngàn. Đang có tổ chức test drive nữa, các bạn có thể ra ngồi thử xe coi mình ngồi vừa không. Đây rồi con Su độ nè. Con nó nhẹ vậy. Đây một con GD 110 độ. Độ cà phê racer quá đẹp. Thứ này do STD độ. STD các bạn biết cái xưởng độ cũng là Phạm Văn Thịnh. Rất nổi tiếng ở Việt Nam. Xin chào bạn Phạm Quang Thịnh. Đây là bạn đăng ký, các bạn đến đăng ký điền cái form thôi, nhanh lắm. Mình đăng ký hả anh? Họ cho hỏi đăng ký là tới ngày mai chạy. Nếu mà ngày mai chạy thì ngày mai anh quay lại đăng ký cũng được. Ừ, đăng ký đông quá không biết sắp tới ngày mai không? Hoặc là tới chiều anh quay lại đăng ký cũng được luôn. Dạ. Bây giờ là tạm là còn dưới là đông. Thì các bạn đến test sẽ được tặng voucher uống nước miễn phí nè. Sau khi mình test xong sẽ được tặng một cái áo Suzuki rất là chất. Áo màu xanh với lại kết hợp với màu xanh Winner nè. Ngoài ra khi các bạn chơi game Facebook của Suzuki á, sẽ được quay lồng cầu tặng quà. Quà nè, gồm có gì? Bóp. Voucher 1 triệu của anh nào ạ? Hả? Voucher 1 triệu. Tặng voucher.
tặng áo, cà phê góc phố. Đó, phần quà còn có tặng voucher 1 triệu nữa khi mình để mình mua GX này. 368 Tân Sơn Nhì, cà phê góc phố rồi. Các bạn lên trang web motosaigon.vn, mình có đăng chi tiết về cái buổi test drive này rồi. 368 368 xuyệt máy đó. Đó là cà phê góc phố Tân Sơn Nhì á. Các bạn lại đi Tân Sơn Nhì quẹo vô cái hẻm 368 là thấy rất là đông trong đây. Thì bạn này giờ chuẩn bị chạy thử cái con GSX. Đây, bạn Thiên Thư đang test quận Tân Phú, Tân Sơn Nhì, quận Tân Phú. Đây Thư đây. Đây nữ phật thủ Thiên Thư mới chạy xong con GD. Ừ, Thư chạy GD không thấy sao Thư nè. À, khi mà chạy được chiếc GD các bạn thấy nó rất là nhẹ nhàng. Thư được may mắn là trải nghiệm chiếc GD xa hơn xíu, là chạy từ Sài Gòn xuống Cao Lãnh. Và khi mà Thư đi về á, trước khi đi là sẽ đổ là khoảng 75.000 tiền xăng. Và khi đi về, đi từ Sài Gòn xuống Cao Lãnh và từ Cao Lãnh chạy về luôn thì xăng trong bình này vẫn còn. Thì thôi không biết giới hạn nó bao nhiêu mà hiện tại là cảm thấy là nó rất êm. Về động cơ cũng như là về xăng thì rất là tiết kiệm. Cảm ơn Thư nha. Đây bạn Thiên Thư, nữ phượng thủ vừa chinh phục xuyên Việt với lại Hà Giang về. Con GSX hả? Giá hả? Giá. Giá con này là bao nhiêu anh? Con nét nhỉ? Con nhớ. Con nét với Sport thì là giá bao nhiêu ta? Em biết con Sport này tầm ra giấy luôn tám mấy á. 82. Còn con này thì giá sẽ thấp hơn. Tám mấy. Đây thêm bạn nữ trải nghiệm con GD 110 nè. Đây là nữ tay đua vừa giao lưu cái buổi đua xe tại Happy Land vừa rồi. Ngân phải không? Dạ. Đây bạn Ngân. Để trong cái buổi sự kiện này là hãng Suzuki chú trọng đến ba cái con côn tay GD 110 với là con NEC GSXS 150 với con Bọt 150. Thì con phân khối lớn đó để mọi người trải nghiệm thêm cái cảm nhận cái sức mạnh động cơ của Suzuki.
nó đời lên nó ra rất là nhanh. Tất cả đều là bùi diên hết rồi nên bạn biết bùi diên thì nó cũng giống nhau thôi, đâu có khác biệt gì. Nó lên bô mới biết bùi diên thì chắc chắn không hay rồi. Kim Sơn sẽ người sẽ trực tiếp hướng dẫn các bạn điều khiển cái con su này. Thì bộ diên còn gắn thêm cái ống dồi nữa, đặc trưng khí thải Việt Nam. Mấy cái này các bạn cũng biết, đi đăng kiểm rồi. ABS chiếu sao, Embo. Bánh mầm 33338. Chúng ta vào trong ngồi, chúng ta chờ bên thư kia làm việc xong ạ. Anh em chúng ta thức xe rồi này, gọi ràng lại. Được đó. Các bạn nhìn thực tế con su này nó có cái mang được cái nét đẹp rất là riêng so với mình con Z1000 hay là CB1000. Nó có chế độ lái, ba chế độ lái. Bào quá. Đậm tí. Bà con bào quá. Lên báo là bây giờ không có đàn tôi được. Đây là con nét, hai anh em nét 110 với nét 1000.
cái đầu ở ngoài nhìn bự luôn, nhìn khá là bự. Đây cũng rất là đẹp. Đây là mẫu Connect 150 này, đang là mẫu bán chạy nhất của Suzuki, bởi vì nó có cái ghi đông cao, tạo tư thế lái thoải mái, tiết kiệm nhiên liệu, khả năng vận hành mạnh mẽ. Máy của Su thì các bạn cũng biết rồi, nó được cái ở ga thần kinh với cái hậu ok. Đây là liên danh xe của hãng, là đây là xe liên danh hãng ra biển số để test cho mọi người chạy thử test ride đồ. Là đây là liên danh nha mày. Thường mấy cái biển số liên danh này dành để chạy lái thử test ride đồ. Các bạn có thể đến buổi test ride để mình ngồi thử các dòng xe thể thao mới của Suzuki nè, để coi mình chống chân tới hay không, rồi cảm tư thế ngồi như thế nào cho phù hợp. Ngoài ra đây còn trưng bày mấy hai con GD độ rất là đẹp, GD 110 độ này, với lại con GZ 50 độ kiểu như bobber. Con này là cà phê racer. Đây bàn đăng ký. Mãi mãi là ai mua không nè? Không. Gom lại chục cái là được nhiều. Rồi vô đâu này chúng ta rồi. Anh đã đăng ký nữa kìa. Bạn xem chi tiết trên website Moto Sài Gòn, mình có ghi địa chỉ cụ thể.